Đầu tháng mới lãnh lương, hôm nay mình mua thử một lạng của tấm bán 1 triệu 1 ký xem nó có gì đặc biệt ha mọi người. Lần đầu ăn thử. Hôm nay em lại lấy cái đơn TikTok á. Đúng rồi, có bán mì xào Hảo Hảo không? Lấy con 3 gói được. Nhiêu con? 10 ngàn hả? Dạ, xin giới thiệu với mọi người hũ tóc mỡ 1 triệu 1 ký của tôi. Ban đầu khi mà tôi coi trên Top Top Shop thấy nó để tới 499.500 gram mọi người. Mà không hiểu gì phép thuật nào đó mà tôi có thể mua được 5 lạng cộng thêm 1 lạng rưỡi nữa mà chỉ có 140.000 thôi. Nhưng mà rẻ thì rẻ chứ tôi cũng hơi bị nghi ngờ về chất lượng của nó đó nha. Vậy thì mình sẽ có được một cái hũ tóc mỡ, thấy người ta để là nửa ký mọi người. Cái hũ còn lại là 1 lạng rưỡi. Một cái này nó lưng là tại vì hồi nãy tôi lấy ra tôi nấu mì á, chứ không phải là nó lưng đâu nha. Cái hũ nhỏ hồi nãy tôi phui rồi, giờ tôi phui hũ bự cho mọi người coi. Có luôn cái bịch này lại nữa. Ngoài hai cái đó ra, người ta còn cho mình thêm bịch sa tế với bịch sốt nữa nè mọi người. Tính ra tôi mua bịch bánh chén này cũng đâu có thừa đâu đúng không? Có nghe được cái tiếng tôi nhai mà kiểu nó giòn rộp 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 luôn không? Kiểu cái này người ta rim nó kiểu nó mặn mặn ngọt ngọt đó mọi người. Có thêm xíu vị cay nữa, nó rất là hợp với cái mì xào. Mì xào thì kiểu nó cũng mặn mặn ngọt ngọt nha, ăn vô nó đã gì đâu. Đây mọi người nhìn cái miếng tóp mỡ đó nè, rất là to. Đa phần thì nó chỉ có mỡ thôi chứ không có phần thịt đâu. Nhưng mà ăn vô cũng rất là ok nha. Kiểu cảm giác mình ăn nó không bị ngán á mọi người. Mặc dù người ta có để là tóp mỡ rim cay, nhưng mà tôi thấy cái vị cay nó cũng vừa phải á. Nghĩ là không quá cay đâu, mình ăn vô nó chỉ the the cho nên mình kích thích cái vị giác hơn thôi. Giờ mình sẽ tạm để mì qua một bên mình ăn tiếp bánh tráng nè mọi người. Người ta rim kiểu nó ngọt ngọt cay cay á mọi người. Tôi cảm giác cái vị ngọt nó hơi nhiều nha. Cái miếng tóc mỡ rất là bự, rất là to luôn mọi người. Bạn nào muốn đậm đà hơn thì mình chấm vô đây. Nhưng mà có qua thì cũng có lại. Muốn được vị đậm đà thì mình sẽ phải chịu cay một xíu mọi người. Cái nước sốt này phải nói là rất cay luôn á. Rồi, vậy là xong cái tấm mỡ 1 triệu 1 ký của tôi ngày hôm nay rồi đó mọi người. Tính ra nếu bạn nào mà làm mì trộn như tôi thì như đây làm ít nhất thì cũng được 20 lần. Mà mỗi lần chia ra thì có 7.000 thôi. Cộng thêm gói mì là 5.000 nữa. Vậy chỉ có 12.000 cho một buổi ăn sáng siêu no nê. Nên là mấy bữa nay đầu tháng nè, bạn nào có muốn trải nghiệm cảm giác giàu sang như tôi thì mua về ăn thử nha. Bye bye.